Thì đầu tiên mình chia sẻ cho các group mà mình đang cần người gói bánh chưng thôi, thì đầu bà con mấy anh em nhiều câu lạc bộ là nhiều bên chị em phụ nữ hỗ trợ lá bánh rồi là nếp củi đó. Thì đây là tình nguyện viên ở các vùng đó mà anh không nghĩ ở đâu, nhưng mà rồi cũng được lan tỏa phong trào là đoàn kết gói bánh để kịp đưa ra miền Bắc. Khi nghe thông tin về tình hình thiệt hại do bão lũ xảy ra tại các tỉnh phía Bắc, anh Huỳnh Văn Nam luôn cảm thấy lo lắng. Từ Điện Ngọc, Điện Bàn, anh đến đây cùng góp sức với người dân Đà Nẵng. Lượng người về đây càng lúc càng đông, sân nhỏ dường như đã chật cứng người. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay rửa lá, ướp đậu, thịt, người thì chẻ lạc. Tất cả đều cố gắng gói và nấu xong hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để kịp gửi đến cho đồng bào vùng bão lũ vào chiều nay. Ngồi bắt bão lũ này trong lòng mình cũng như là buồn, rồi xót xa, cũng chung ít tấm lòng để gói bánh hỗ trợ một ít cho bà con miền Bắc. Hiện nay khắp cả nước đều đang hướng về miền Bắc. Ba miền gần như là một, mọi người đều chung tay để hướng về những vùng lũ lụt, bão lũ. Cảm giác như là tất cả chúng ta đều là trong một cái gia đình lớn. Đấy, mọi nơi, mọi miền đều thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Hiện tại có khoảng hơn 40 người cùng nhau gói bánh. Những ngày tới, các câu lạc bộ thiện nguyện sẽ tiếp tục tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét mỗi ngày. Ai cũng mong muốn góp một ít công sức của mình, chung tay giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn.